Kế bên chuồng chó thì mình có là một cái gian, gọi là gian phòng đi. Thì ở bên trong này mình để mấy cái đồ lặt vặt rồi mát đồ này. Thì đầu tiên á là mình có cái tủ không để nuôi mấy cái hệ lạnh ha, mấy cái ấu mà cần lạnh thì mình sẽ nuôi trong tủ này. Đấy, thì kệ để mát để đồ ha, để mấy thứ linh tinh. Mát kia, cái thao đỏ này là mình để rác các bạn. Thì bên này là cái bàn mình trực tiếp làm việc với ấu với bọ rồi ha, thay giá thể rồi thay mát rồi đó. Sẽ làm cái bàn này, cái bàn này thì nó sẽ có 3 tầng để mấy cái linh tinh rồi các thứ ha. Trên này hai bao này là hộp. Thì cái gian này là mình không có làm kính, mình để có tí sáng vô ha. Tại vì nếu như mà quay thường thường khi quay nhiều quá là không có quay trong này. Thì tại vì mình để đồ linh tinh ở cái gian này thôi, vì nó không không nuôi ấu được bạn. Ví dụ như mấy cái loài mà cần nhiệt độ nó cao cao một xíu thì mới được. Đây các bạn thấy không, rất là nóng luôn, tại vì nó tôn không mà nó đâu có vách gì đâu ha. 39 độ 1, rất là nóng luôn. 39 độ 1 là giờ đang có mây á, chứ còn bình thường nó gần 40 độ cơ. Thì mình thường để mấy cái nhiệt kế ở đây để theo dõi nhiệt độ. Thì cái gian này nó chỉ có vậy thôi. Đó, chỗ kia mà có mấy cái ba lít mát. Đấy, bàn mình làm việc thường xuyên ở đây, ấu với bọ. Thùng làm mát vẫn là công nghệ xô chậu thôi các bạn, chưa mình chưa sắm máy. Gần đây thì cũng có một số bạn là biết được cái thông tin là mình vừa mới chuyển nhà ha. Thì giờ mình đang build lại, dựng lại các thứ ha. Cái chỗ mà để cho anh em chúng ta ngồi đây bốc phét là chỗ này đó các bạn. Thì ở đây là để review sơ sơ cho các bạn xem, là mình có một cái bàn để ngồi ở đây và làm việc với, nói chung là ngồi để bốc phét thôi, để chia sẻ với các bạn kinh nghiệm là những cái mình thường gặp. Mình có làm thêm mấy cái kệ ở đây, cái kệ bên này thì để tem mát rồi mấy thứ linh tinh ha, mặt mít đồ rồi mấy cái decor nhỏ nhỏ gỗ sinh sản mình sẽ để hết trong này. Rồi ở các cái tầng cái ô này nè các bạn, mình sẽ nuôi bọ sóng và ấu trùng, tất cả nó sẽ tập trung ở đây. Tại vì cái không gian ở trong này á, ở cái khu nhà mình này, cái chỗ này nó rất là mát, cả ngày lẫn đêm thì nhiệt độ nó chênh lệch không có cao như các bạn thấy ở đây. Bây giờ là cái thời điểm nóng nhất trong ngày đó các bạn là 31 độ, bình thường nó khoảng 28 rồi, đêm nữa thì khoảng 26, 27 rồi là không có điều hòa nha, thiên nhiên hết. Nhà mình có một cái nơi nào đó mát thì mình tận dụng mình nuôi ấu đó các bạn. Thì mình dựng mấy kệ này nuôi ấu và bọ. Ví dụ như y nuôi chỗ này là ngon lành các bạn, kể cả ấu luôn ha, ấu bọ sống luôn nuôi đây. Đó thì bọ cũng khá là nhiều rồi đó, nhập về cũng sơ sơ 5 sừng 3 sừng, mấy cái loại cơ bản thì đây còn chưa review đây nè. Ở đây thì vẫn còn một con hoa phi đang ăn dưa lưới các bạn, 5 sừng 5 sừng 3 sừng thì mình đang nuôi ở trong tủ. Mình sẽ quay lại và kiểu giống như là combat beetle YouTube vậy đó ha. Nói chung là cũng đang say say rồi các bạn, tại vì hôm nay chủ nhật nên là có vài chén rồi. Thì quá trình nói chuyện cái gì đấy thì nếu mà có quá lời thì đó các bạn bỏ quá cho mình ha. Thì cảm ơn các bạn là trong suốt thời gian mình đã ủng hộ mình thường xuyên ha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sắp tới mình sẽ ra nhiều clip hơn và trau chuốt video cẩn thận hơn để chia sẻ với các bạn.